Á má trà ná quýt phà khá chít tầng tâm sơ, quả sơ thiền đồng sanh tầm tứ hỷ lạc và định quýt trà ra vì tí xú kha ê khá gà tà xá hí tầng đút tí giá trà ná bà khá chít tầng tâm quả nhị thiền đồng sanh tứ hỷ lạc và định ba bì tí xuất khá ê ê khá ê gá gà gá tà xá hí tầng tá tí giá trà ná quýt bà khá chít tầng tâm quả tam thiền đồng sanh hỷ lạc và định xuất khá ê khà gá tà xá hít tằng chá tút thá trà ná và khá chít tằng tâm quả tứ thiền đồng sanh lạc và định năm u bét khà ê khá gà tà xá hít tầng bành chá má trà ná quýt bà cá chít tầng tâm quả ngũ thiền đồng sanh xả và định á rù bà quá chá rá quýt bà cá chít tà ý bố tâm quả vô sắc giới u bét kha ê ê khá gà tà xá hí tằng a ca sa na cha giá ta ná quýt bá khá chít tằng tâm quả không vô biên xứ đồng xã và định hai u bét kha ê khá gà tà xá hít tằng quýt nhà nà nằng chà tá ná quýt bà cá chít tằng tâm quả thức vô biên xứ đồng sanh xả và định bà u bét kha ê cà gá tà xá há xá hí tằng à kinh chành nhà dạ à kinh chành nhà giá tá ná quýt bà khá chích tằng tâm quả vô sở hữu xứ đồng sanh xả và định bốn u bét kha ê khá gá tà xá hít tằng nề quá sành nhà nà sành nhà giá tá nà tá quýt bà khá chít tằng tâm quả phi tưởng xứ đồng sanh xả và định dạ chắc hết rồi quá bài khó đọc quá dạ con xin xuống mic dạ kính mời vị kế tiếp cảm ơn chị Nhung nhiều ạ dạ con xin xuống mic ạ Dạ, Nam mô Bụt Đa Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, trước hết con thành kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ, con kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài. Patit san thi chitta tâm tái tục, Ubekha san ti ra ná chitta tâm quan sát thọ xã một. Ubekha sa ha ga tăng a ku sa la vi pa căng san ti ra na chít ta
chít tăng, tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, u bết kha sa ha ga tăng, cú xá lá vi ba căng, san ti san ti rá ná chít tăng, tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, kama quá chá rá vi ba cá vi ba cá chitta ni maha vipaka, tâm quả thiện dục giới tịnh hảo, soma nassa sahagatang jnana sambayuttang asankha, tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. 2. Soma nassa sahagatang jnana sambayuttang sasankha dikang, tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí hỗ trợ. Ba, so manasa sahagatang jnana vipayuttang sasankha dikang, tâm quả thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. 4. So manasa sahagatang jnana vipayuttang sasankha dikang, tâm quả thiện thọ hỷ ly trí hỗ trợ. 5. Upekkha sahagatang jnana sambayuttang asankha dikang, tâm quả thiện thọ xả hợp trí vô trợ. 6. Upekkha sahagatang jnana sambayuttang sasankha dikang, tâm quả thiện thọ xả hợp trí hỗ trợ. 7. Upekkha sahagatang jnana vipayuttang asankha dikang, tâm quả thiện họ xả ly trí vô trợ. 8. Upekkha sahagatang jnana vipayuttang sasankha dikang, tâm quả thiện họ xả ly trí hỗ trợ. Dạ, con xin cảm ơn cô Kim Dung đã bắt bài ạ. Con đọc xong con xin xuống mic ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con xin đảnh lễ sư Thanh Tâm, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc bài hôm nay ạ. Rūpa vacara vipāka cittāni, tâm quả sắc giới. 1. Vitakkha vicāra bīti sukha ekagata sahitang bathamacchana vibhagacittang, tâm quả sơ thiền đồng sanh tầm tứ hỷ lạc và định. 2. Vichara biti sukha ekagata sahitang dutiyacchana vibhagacittang, tâm quả nhị thiền đồng sanh tứ hỷ lạc và định. 3. Bì tí su kha e các gá tà sa hi tăng tát ti yắc chà na quy bà ca chít tăng, tâm quả tam thiền đồng sanh hỷ lạc và định. 4. Su kha ê các gá tà sa hi tăng cha tút ha cha na quy bà ca chít tăng, tâm quả tứ thiền đồng sanh lạc và định. 5. U bét kha ê các gá tà
sahitang bành cha mắt trà nát quý bà ca chít tăng tâm quả ngũ thiền đồng sanh xả và định. Aruba Vachara Vibhaka Chitta Ni, bốn tâm quả vô sắc giới. Một, Upekha Ekagata Sahitang Akasa Nhancha Yatana Vibhaka Chittang, tâm quả không vô biên xứ đồng sanh, xả và định. Hai, Upekha Ekagata Sahitang Vinyanan Cha Yatana Quý bà cách chích tăng, tâm quả thức vô biên xứ đồng sanh xả và định. Ba, Ubekha Ekakata Sahitang Akin Chanh Nhà Yatana Quý bà cách chích tăng, tâm quả vô sở hữu xứ đồng sanh xả và định. Bốn, Ubekha Ekakata Sahitang Nề quá sanh nhà, nà sanh nhà, giá ta na quý bà ca chích tăng, tâm quả phi tưởng, phi phi tưởng xứ đồng sanh xả và định. Dạ, chắc con đã đọc bài xong. Dạ, con xin mời về kế tiếp ạ. Cảm ơn cô Kim Nhung đã post bài. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính Thanh Tâm. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài ạ. Pati san thi chitta tâm tái tục. Ubekha san ti rana chitta tâm quan sát thọ xả. Một, Ubekha sahaga tang akusala vibha kang san ti rana chittang tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. 2. Ubekha sahaga tang kusala vibha kang sang ti rana chittang tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân. Kama vachara vibha ka chitta ni maha vibha ka tâm quả thiện dục giới tịnh hảo. 1. So manasa sahaga tang nhana sambayut tang asankhari kang tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. 2. So manasa sahaga tang nhana sambayut tang asankhari kang tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ. 3. So manasa sahaga tang nhana vipayut tang asankhari kang tâm quả thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. 4. So manasa sahaga tang nhana vipayut tang sasankhari kang tâm quả thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ. 5. Ubekha sahaga tang nhana sambayut tang asankhari kang tâm quả thiện thọ xả hợp trí vô trợ. 6. Ubekha sahaga tang nhana sambayut tang sasankhari kang tâm quả thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. 7. Ubekha sahaga tang nhana vipayut tang asankhari kang tâm quả thiện thọ xả ly trí vô trợ. 8. Ubekha sahaga tang nhana vipayut tang sasankhari kang tâm quả thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, con xin xuống mic. Kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Khai Giá. Dạ, con xin một lần nữa kính đảnh lễ sư Thâm Tâm và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Wow, hôm nay cả nhà đọc rất là giỏi luôn, sa thú sa thú. Cái bài này giống như là chị Tịnh Tâm nói là đọc trẹo lưỡi phải không chị? Kệ đọc riết quen, sa thú lành thôi. Dạ, như xin tiếp tục ôn bài của thầy Kinh. Lần trước chúng ta đi qua hết cái phần là
cái phần lần trước nó cũng dài, mình phải đi làm hai buổi phải không cả nhà? Là nghiệp sanh lúc trần tử, thì mình ôm lại một chút xíu là có bốn loại nghiệp. Thứ nhất là cực trọng nghiệp, thứ hai là cận tử nghiệp, thứ ba là nghiệp tướng, và thứ tư là thú tướng. Thì trong khi mà thầy ôn bài đó, thì thầy cần mình ôn lại những cái điều sau đây, những bài thầy gọi là những điều cần biết đó. Thì có một cái mà Nguyên Như cũng thắc mắc này, có thể là cả nhà sẽ kiếm thêm tài liệu. Những điều cần biết đầu tiên á, mà thầy nhắc lại á, là bốn cái loại nghiệp trên, thì nó sẽ được khởi lên trong năm cái sát na động tốc, chứ không phải là bảy. Trong năm cái sát na động tốc, và hai cái sát na đồng sở duyên, có thể còn gọi có tên khác là thập di hay là mót, thì hai cái sát na đồng sở duyên này có thể có hoặc là không. Và điều cần biết thứ nhì là những cái tâm này sẽ cho tái sanh trong những cái cõi tương ứng, là đương nhiên rồi phải không cả nhà, thầy chỉ nhắc lại thôi. Thứ ba là người tam nhân, là người mà có ba cái nhân vô tham, vô sân và vô si, có thể tái sanh ở trong mọi cảnh giới, thì gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Khi nào mà mình gọi là người tam nhân, tức là những cái vị này sẽ tục sinh với bốn cái tâm quả đại thiện hợp trí, phải có chữ hợp trí nha quý vị. Thứ tư, cái điểm cần biết thứ tư là người nhị nhân, là người có hai nhân, là nhân vô tham và nhân vô sân. Cái người nhị nhân này và người lạc vô nhân, hai loại người này thì chỉ có tái sanh ở trong cõi dục giới mà thôi. Người nhị nhân thì tục sinh với bốn tâm quả đại thiện ly trí. Ly trí là không có trí, thành ra vị này sẽ bớt một cái nhân vô si đi, mà chỉ còn có hai nhân là vô tham và vô sân. Còn người vô nhân dạ một chút mình sẽ đi qua cái chỗ đó hả sư Vinh. Còn người vô nhân thì mình sẽ tục sinh với tâm quan sát thọ xả. Người vô nhân thì tục sanh với tâm quan sát thọ xả quả thiện. Và xin nốt được một cái nữa là bốn người khổ thì sẽ tục sinh với tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tức là sẽ sinh ra làm những cái loài trong địa ngục nè, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Cái điểm cần biết thứ năm là những vị phạm thiên sắc giới và vô sắc giới. Khi mà những cái vị ở cõi trời này rồi thì sẽ không có bị tái sanh làm người vô nhân hay là làm người nhị nhân. Mà khi mà những vị này tái sanh á, thì thứ nhất là những vị này có thể tái sanh làm phạm thiên trở lại. Hay là làm người tam nhân mà thôi, tức là mình khi mà mình đắc thiền, mình được sanh lên cõi sắc giới và vô sắc giới á, thì mình chỉ tái sanh có thể là quay trở lại làm phạm thiên trong cái kiếp kế, hoặc là mình xuống loài người thì mình chỉ làm tam nhân mà thôi. Sau cái kiếp mà làm tam nhân rồi đó, nếu mà lúc đó mình không có tu hành á, thì có thể sẽ trở thành người nhị nhân hay là người tam nhân luôn. Nhưng mà từ sắc giới và vô sắc giới á, nó không có rớt xuống một cái rộp xuống là thành dị nhân nha cả nhà. Nhớ chỗ đó, nó phải có một cái kiếp đệm, tức là cái kiếp đệm đó có thể là phạm thiên, cái kiếp đệm đó có thể là người tam nhân. Rồi nếu mà rớt xuống nữa thì sau cái kiếp đệm đó, họ mới tiếp tục họ rớt xuống nữa. Chứ mà từ phạm thiên sắc giới và vô sắc giới á, thì không có bị rớt thẳng xuống. Cái điều thứ sáu là tử tâm diệt thì mới đồng nghĩa với sự chết. Tức là khi mà một cái sát na tử sanh lên á, trong cái sát na tử đó nó sẽ có tất cả là ba cái sát na tiểu. Nó có tên là sát na tử sanh, sát na tử trụ và sát na tử diệt. Thầy Kinh có một cho một cái thí dụ là có nhiều người mà người ta chết rồi
bỏ vô hòm rồi, đóng cái hòm lại rồi, nhưng mà sao người đó gõ cửa hòm sống là tại sao, là làm tôi ngập thở, tại sao bỏ tôi vô trong cái hòm làm chi rồi, cũng như là hết hồn này kia. Thì trong nhân gian mình gọi là người này chết đi sống lại, nhưng mà theo cái lời của thầy á, thì thầy nói cái người này không có chết đi sống lại, mà người này chưa có chết. Tự gì cái nguyên nhân á, là cái sát na cuối cùng, là cái sát na tử diệt đó, trong cái sát na tiểu đó đó, cái sát na tử diệt nó chưa có sanh lên. Thành ra khi mà mình nói cái vị này chết á, thì cái vị này chưa có chết gì hết nha cả nhà, mà cái sát na tử diệt phải sanh lên rồi đó, lúc đó thì mình mới kết luận là cái người này đã chết thật sự. Còn nếu mà cái sát na tử diệt chưa xảy ra, mới có tới sanh, mới tới sát na tử sanh, sát na tử, thì người này chưa gọi là chết. Thành ra lúc đó thì mình có thể hiểu lầm, mình gọi là người này sống lại, chứ không phải khi chết rồi là tái sinh liền, đâu có sống lại được. Số 7 là khi mà chết rồi thì chỉ còn có sắc âm dương, có nghĩa là sắc quý tiết hay là sắc thời tiết, còn tạo cho tới khi mà thân xác tan rã. Lúc này thì sẽ không có sắc tâm và cũng không có sắc vật thực, mà chỉ còn có sắc âm dương mà thôi. Số 8, lộ diễn tiến của một đời sống mới. Khi mà tử tâm diệt đó, thì liền sau đó sẽ có một cái sát na tục sinh sanh lên. Tiếp sau đó là 14 cái sát na tâm hộ kiếp, sanh diệt liên tiếp với nhau. Tiếp sau đó sẽ có kháng ý môn, hay còn gọi là ý môn hướng tâm sanh lên. Tiếp sau đó sẽ có tới 7 sát na của tâm tham. Và tiếp sau đó thì cái tâm hộ kiếp trở lại. Mình chỉ hiểu sơ qua cái chỗ này thôi, mình không có cần đi vô sâu. Sau này mình sẽ có học bài riêng về cái phần này, gọi là lộ trình tâm hay cả nhà. Thầy chỉ nhắc sơ qua để cho những người mới họ có một cái idea, một cái ý niệm về cái lời diễn tiến của một cái đời sống mới mà thôi. Số 9, tục sanh cõi vô sắc, không có sắc ý vật, tức là không có sắc mà để cho tâm nương. Thì những người trong cõi những vị phạm thiên trong cõi vô sắc này không có sắc ý vật. Số 10, tức là tục sinh tâm nào thì tử tâm đó. Thí dụ như là nếu mà một vị tục sinh bằng tâm quả thiện, thọ hỷ hợp trí vô trợ, khi người đó chết thì cũng là chết bằng cái tâm tử, là tâm quả thiện, thọ hỷ hợp trí vô trợ. Nhưng mà cái số 11 này nhắc lại cho mình, tử tâm nào thì không có phải là tục sinh tâm đó. Tự gì nếu mà tử tâm nào mà là tục sinh tâm đó, không lẽ là mình luân hồi bao nhiêu đời kiếp mình có một tâm thì không phải nha cả nhà. Tử tâm, tục sinh tâm nào thì tử tâm đó, nhưng mà tử tâm nào thì không có phải tục sinh tâm đó. Tâm tử thì khác, mà tâm tục sinh là một cái tâm khác nữa. Số 2, tâm tục sinh, tâm hộ kiếp và tâm tử thì nó sẽ có cùng một cảnh đồng sở hữu tâm. Nó cùng bắt một cảnh quá khứ chung với nhau. Số 13, đối tượng lúc lâm chung, đối tượng hay còn gọi là cảnh của lúc lâm chung. Năm cái sát na động tốc như thế nào thì tâm tục sinh, hộ kiếp của kiếp sống mới cũng đều có cùng một cái đối tượng đó. Giờ phút cận tử mà mình thấy cảnh bất thiện thì tâm tục sinh cũng lấy cái cảnh đó làm đối tượng cho tâm, và tâm hộ kiếp cũng bám vào cái cảnh bất thiện đó mà sanh. Tự vì sao? Tự vì nếu là tâm thì phải có cảnh mới nương được, cho nên tâm sẽ bắt cảnh cũ để mà tồn tại. Số 14, người tự tử thì thường khởi lên tâm bất thiện, vì khi mà người đó có cái tâm trạng đau khổ, thông thường á, thì phải rơi vào một cái trạng thái bất thiện. Khi mà họ uống thuốc tự tử thì những cái tâm sân, những cái tâm ác, những cái tâm xấu nó tới lộ cận tử thì nó mới tính. Thường á, thì đa phần chết, những người tự tử này chết sẽ sanh về cõi địa ngục hay là ngạ quỷ. Thành ra những cái vị nào mà nghĩ là cái cuộc đời mình khó sống,
khó thở, mình muốn giải quyết, mình uống một ly thuốc, mình uống một chai thuốc để mà mình giải quyết, để mà mình nhẹ. Không phải đâu nha quý vị. Lúc chết những cái vị này thì chắc chắn sẽ sanh vào những cõi xấu, không có được tốt như là họ nghĩ đâu. Số 15, cái trường hợp á, mà Bồ Tát nhảy xuống vực để bố thí thân mạng cho cọp ăn. Đây là cái trường hợp tâm thiện của một bậc đại Bồ Tát, chứ đây không phải là tâm xấu, đây không phải là tâm sân. Quý vị nhớ chỗ này nha. Khi mình nói là Bồ Tát cũng nhảy xuống vực như vậy là Bồ Tát có tâm sân, không có phải nha. Lúc này là một cái tâm thiện của một bậc đại Bồ Tát. Như xin bước qua một cái phần kế tiếp. Đây là cái phần cũng là đặc biệt. Phần này gọi có tên là tái sinh hay là bá tí sanh thí. Tái sinh, bá tí thí. Theo định luật vô gián duyên, khi tử thì phải tái sinh liền, không có chuyện gián đoạn, không có chuyện 49 ngày, không có cái chuyện thân trung ấm nha cả nhà. Không có chuyện đó. Khi tử thì tái sanh liền tức thì luôn. Tái sanh là do cái tâm tục sinh, mà tâm tục sinh thì có 19 tâm. Tâm tục sinh hay còn gọi là tâm tái tục. Mà hồi nãy giờ cả nhà đọc qua 19 cái tâm tái tục bằng tiếng Pali, rồi dịch ra tiếng Việt đó. Thì 19 tâm tái tục đây gồm có hai cái tâm quan sát. Hai tâm quan sát là gồm có một cái tâm quan sát quả bất thiện và một cái tâm quan sát quả thiện. Hai tâm này thuộc loại là tâm vô nhân. Và phần kế tiếp là 8 tâm quả đại thiện, 5 tâm quả sắc giới và 4 tâm quả vô sắc giới, cộng lại tất cả là 19 tâm. Sau cái tâm tục sinh thì những cái tâm này nó sẽ làm cái nhiệm vụ là hộ kiếp và tử ở ngay trong kiếp này. Cùng là một loại tâm nhưng mà chúng làm tới 3 nhiệm vụ là tục sinh, hộ kiếp và tâm tử luôn. Bây giờ Nguyên Như đang đi vào cái trang, hồi nãy mình bắt đầu là trang 239. Bây giờ tới cái khoảng 15 tâm, 19 tâm tái tục đây là đến 244, trang 244 nha cả nhà. Nếu vị nào chưa theo kịp bài đó. 19 tâm tái tục do các nghiệp thiện ác, do thân khẩu ý được thực hiện bằng 12 tâm bất thiện, bằng 8 tâm đại thiện và bằng 9 tâm thiện đáo đại. Tức là trong cuộc đời ta đó, thì chúng ta xài bằng những cái tâm này. 12 tâm bất thiện nè, là những cái khi mà mình có những cái hành động xấu, những hành động không tốt. 18 tâm bất, 8 tâm đại thiện nè, và những cái hành động lúc mà mình ngồi thiền đó, mình đi vào những cái tâm thiền thì mình sẽ có dùng những cái 9 tâm thiện đáo đại. Còn mình làm những tâm thiện như là mình học pháp, mình hành pháp này thì nó thường thường đó là nó rớt vào 8 cái tâm đại thiện. Mình chỉ có 9 tâm thiện đáo đại khi nào mà chúng ta hành thiền ha quý vị. Cho nên chúng sanh ở trong đời mới có 19 thứ tâm tục sinh sau đây để mà sanh vào 31 cõi. Mà 31 cõi này sẽ gồm có 11 cõi dục giới, 16 cõi sắc giới và 4 cõi vô sắc giới. Nguyên Như xin đọc lại 19 cái tâm tái tục này gồm Ubekha Santiranachitta, hai tâm quan sát thọ xả, Ubekha Sahagatang Akusala Vibhakang Santiranachittang, tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Ubekha sahagatang kusala vibhakang santiranachittang, tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân. Kama vacchara vibhakacitta ni maha vibhaka, tám tâm quả thiện dục giới tịnh hảo. Số 1, somana
Asatang nhà na sam ba yut tang asang kha ri căng. Tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ. So manasasahagatang nhà na sam ba yut tang sa sang kha ri căng. Tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí hỗ trợ. Số 3. So manasasahagatang nhà na vip ba yut tang asang kha ri căng. Tâm quả thiện thọ hỷ ly trí vô trợ. Số 4. So manasasahagatang nhà na vip ba yut tang sasang kha ri căng. Tâm quả thiện thọ hỷ ly trí hỗ trợ. Số 5. Ubekha sahagatang nhà na sam ba yut tang asang kha ri căng. Tâm quả thiện thọ xả hợp trí vô trợ. Số 6. Ubekha sahagatang nhà na sam ba yut tang sasang kha ri căng. Tâm quả thiện thọ xả hợp trí hữu trợ. Số 7. Ubekha sahagatang nhà na vip ba yut tang asang kha ri căng. Tâm quả thiện thọ xả ly trí vô trợ. Số 8. Ubekha sahagatang nhà na vip ba yut tang sasang kha ri căng. Tâm quả thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Rupa vachara vibhaka ni là năm tâm quả sắc giới. Số 1. Vitakka vichara piti sukha ekagata sahitang pathamacchana vibhaka cittang. Tâm quả sơ thiền đồng sanh tầm tứ hỷ lạc và định. Vichara piti sukha ekagata sahitang dutiyacchana vibhaka cittang. Tâm quả nhị thiền đồng sanh tứ hỷ lạc và định. Số 3. Bì tí xuất khá ê các gá tà sa hí tăng ta tí giác trà ná quý bà ca chích tăng. Tâm quả tam thiền đồng sanh hỷ lạc và định. Số 4. Xuất khá ê các gá tà sa hí tăng cha tuyết thách trà ná quý bà ca chích tăng. Tâm quả tứ thiền đồng sanh lạc và định. Số 5. Ubekha e các gá tà sa hí tăng bành cha mắt trà ná quý bà chích tăng. Tâm quả ngũ thiền đồng sanh xả và định. Aruba vachara quý bà ca chích tà ní có nghĩa là bốn tâm quả vô sắc giới. Số 1. Ubekha e các gá tà sa hí tăng a ca sanh cha giá tá ná quý bà ca chích tăng. Tâm quả không vô biên xứ, đồng xả và định. Số 2. Ubekha e các gá tà sa hí tăng huynh nhà nành trà giá tá ná quý bà cá chích tăng. Tâm quả thức vô biên xứ, đồng sanh xả và định. Số 3. Ubekha e các gá tà sa hí tăng a kinh chanh nhà giá tá ná quý bà cá chích tăng. Tâm quả vô sở hữu xứ, đồng sanh xả và định. Và cuối cùng là số 4. Ubekha e các gá tà sa hí tăng nề quá sanh nhà ná sanh nhà giá tá ná quý bà cá chích tăng. Tâm quả phi tưởng phi phi tưởng xứ, đồng sanh xả và định. Thì trong 19 cái tâm này á, nếu mà quý vị muốn tập cái giọng Bali mình cho nó rành á, thì quý vị đọc cỡ 5-7 lần, 10 lần cái này thì nó sẽ quen. Hồi xưa lúc mà thầy kinh cho đọc đó là mỗi lần thầy cho đọc rất là lâu quý vị, chứ một lần, hai lần mình không có đọc được rành đâu. Giống như chị Tịnh Tâm nói là sẽ bị quẹo lưỡi đó. Mà đọc riết thì nó quen thôi à, chứ không có phải là khó. Nó chỉ là mình tập cho nó quen cái lưỡi thôi nha cả nhà, đừng có sợ nha. Người ta phân chia con người theo sự tái sanh của chúng thành ra làm hai loại, mà một trong hai loại này thì có gồm nhiều mức độ của tâm quả rất là khác nhau. Hai loại này thì gồm có, thứ nhất là tái sanh bằng tâm tái tục quả thiện vô nhân, và loại thứ hai là tái sanh bằng tâm tái tục quả thiện hữu nhân. Khi mà con người tái sanh bằng cái loại thứ nhất á, bằng tâm tái tục vô nhân á, thì sự tái sanh của người đó chính là kết quả của nghiệp thiện.
nhưng mà vì cái mức độ nghiệp thiện ít hơn, mà nó cái mức độ thiện nghiệp của những cái vị mà trong cái tâm quả vô nhân á, nó cái mức độ nó sẽ ít hơn cái mức độ của những vị làm trong cái tâm quả tái tục hữu nhân nha cả nhà. Tức là cái số 1 á, cái tâm số 1 á, nó làm việc thiện yếu hơn, ít hơn là cái tâm của hữu nhân. Người tái sanh bằng tâm tái tục vô nhân, những cái vị này á, sẽ có thể là bị tật nguyền một căn, hai căn, ba căn tùy theo, ngay từ cái khoảnh khắc đầu tiên của cái kiếp sống của người này. Có thể nhãn căn, nhĩ căn không phát triển, hay là có những cái khuyết tật khác trong người. Tuy nhiên, mình không thể nào mà mình nhìn thấy một cái người mà có tật, rồi mình nói người ta là có tâm tái tục quả thiện vô nhân nha cả nhà. Cái chỗ này mình phải để ý, tự vì mình không có thể biết được là người đó bị tật quyền từ cái khoảnh khắc đầu tiên của kiếp sống, hay là sau đó là người ta sanh ra 3-4 năm tuổi người ta mới bị mù mắt, hay là bị gãy tay gãy chân, hoặc là có thể là những cái vị này bị ở trong bụng mẹ khi mà mang thai rồi, rồi người mẹ chạy xe đạp hay là chạy xe Honda đi đụng cái gì đó bị tai nạn, thì lúc đó đụng vào cái chân của đứa bé đó, đứa bé bị gãy chân trong cái bụng mẹ, thì cũng không phải như cả nhà, mà phải tính bằng cái khoảnh khắc đầu tiên của cái kiếp sống của người đó. Thành ra làm sao mà mình biết được cái những cái vị đó là có kiếp sống đầu tiên hay là không? Cái tâm tái tục đó nó xảy ra là vô nhân hay là không, mình không có thể nào đoán được hết. Thành ra mình gặp cái người nào mà bị những cái khuyết tật, mình không có thể nói là vô nhân hay là hữu nhân nha quý vị, mình không có được nói. Cái đó mình chỉ học để mà mình biết thôi. Tức là qua cái những cái sự kiện này xảy ra đó, thì mình sẽ có một cái mà mình nhận xét nữa đó, là những cái người bị tật á, không có phải là xảy ra một cách ngẫu nhiên. Có nghĩa là, thí dụ như mình ra đường, mình bị xe đụng, mình bị gãy chân, gãy tay, không có phải là tự vì cái xe đó tự nhiên trên trời rơi xuống nó đụng mình đâu, mà là do nghiệp của mình. Thì những cái sự kiện xảy ra trong cái đời sống mình, gãy tay, gãy chân, bị đi mổ, bị đi bệnh viện, thì nó là nghiệp của mình, chứ nó không có xảy ra, không có một cái gì mà không có nguyên nhân, không có một cái gì gọi là ngẫu nhiên hết quý vị nha. Rồi Nguyên Như xin đi qua cái phần kế, là khi mà nói về tâm tái tục quả thiện vô nhân á, thì nó chỉ có một loại tâm mà thôi, nhưng mà cái loại tâm này vì có nhiều cái mức độ tùy thuộc vào cái nghiệp tạo ra nó, cho nên những cái chúng sanh có thể tái sanh ra trong những cái môi trường khác nhau, cùng là một cái tâm tái tục quả thiện vô nhân, nhưng mà có những người sẽ sống trong cái môi trường bất hạnh, có những người sẽ sống trong môi trường hạnh phúc, và có những người cũng có thể là sanh trong cõi trời thấp nhất. Tức là tâm quả thiện vô nhân cũng có thể trong cõi trời thấp nhất nha quý vị. Chỉ có một cái loại tâm tái tục quả bất thiện thôi, nhưng mà nó cũng có nhiều mức độ khác nhau. Loại tâm này không có phát sanh ra trong cõi người, mà nó chỉ phát sanh ra trong cõi khổ mà thôi. Trong cõi khổ này thì có bốn loại, mà một loại là mình có thể thấy được. Còn loại kia ta không có thể thấy bằng mắt thường của mình. Loại mình thấy được là loại là sanh làm thú. Còn ba cõi kia thì ta không thể thấy được, có nghĩa là ngạ quỷ, Atula và cõi địa ngục thì mình không có thấy được. Có ba cái loại tâm quan sát khác nhau. Thứ nhất là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện. Thứ hai là tâm quan sát thọ xả quả thiện. Và thứ ba là tâm quan sát thọ hỷ quả thiện. Tâm quan sát thọ xả quả bất thiện thì ngoài cái việc là nó có thể thực hiện cái chức năng quan sát trong tiến trình của ngũ căn, thì nó cũng có thể thực hiện một chức năng nữa, là chức năng tái sanh trong cõi khổ.
Đây là mình nói về tâm quan sát thọ xả quả bất thiện nha cả nhà. Còn cái thứ nhì đó, tâm quan sát thọ xả quả thiện, thì ngoài cái việc mà nó cũng là thể hiện chức năng quan sát trong tiến trình của ngũ căn, mà nó cũng có thể được thực hiện một cái chức năng khác nữa là chức năng tái sanh. Cái phần này thì lại là cái tái sanh trong cõi người và cõi trời. Còn cái phần thứ ba là tâm quan sát thọ hỷ đó, thì nó không có thực hiện được chức năng tái sanh. Nó chỉ là tâm quan sát thọ hỷ thôi, quả thiện. Nghiệp bất thiện và nghiệp thiện của những chúng sanh khác nhau thì có thể sản sanh ra tất cả là 19 loại tâm tái tục. Thì trong 19 loại tâm tái tục mà hồi nãy giờ ta đọc ở trên đó, thì nó chỉ có một loại là bất thiện mà thôi, còn 18 loại còn lại là quả thiện. Nguyên Như xin lặp lại là trong cái 19 loại tâm tái tục này chỉ có một loại là quả bất thiện, nhưng mà 18 loại còn lại chính quả thiện. Và trong cái 18 loại quả thiện này thì chỉ có một loại là quả thiện vô nhân, còn lại là 17 loại quả thiện hữu nhân. Tức là những loại mà có ta nhân tịnh hảo đó nha cả nhà. Nghiệp thiện sinh ra tâm tái tục quả hữu nhân có mức độ cao hơn cái nghiệp thiện mà sản sinh ra một tâm tái tục vô nhân. Tức là những cái người mà làm phước mà trong cái được sanh ra trong quả hữu nhân thì những người này sẽ có nhiều phước hơn là những người sanh ra tâm vô nhân. Nói chung là mình thấy cái chữ vô nhân là mình thấy ít phước nhất rồi. Mà vô nhân mà thuộc loại bất thiện nữa thì chỉ có đọa bốn cõi khổ thôi. Mình thấy nó từ từ đi lên ha. Nghiệp thiện dục giới có thể sanh ra 8 loại tâm quả hữu nhân khác nhau mà nó năng tái tục. Tức là khi mà mình làm 8, mình dùng cái 8 tâm thiện của dục giới đó để mình làm phước nè. Rồi mình đi bố thí, mình cúng dường, mình làm những cái, mình học pháp nè. Mình mà không có tính là mình ngồi thiền nha quý vị. Chỉ là những phần còn lại đó. Thì mình nghiệp thiện dục giới này sẽ sanh ra 8 loại tâm quả hữu nhân khác nhau. Khi mà tâm tái tục hữu nhân, nó luôn luôn đồng sanh với vô tham và vô sân. Nhưng thường thường á, thì nó không có trí tuệ. Có nghĩa là khi mà mình tái sanh, khi mà thường thường mà quý vị thấy mình làm phước nhiều nè, mình đi chùa nè, rồi mình học pháp nè, mình làm này làm kia, mình làm rất là nhiều chuyện phước. Nhưng mà khi mà mình làm mà mình không để ý á, hoặc là mình làm tự vì bạn bè rủ mình làm trong một cái hình thức là vô tâm đó, rất có cái khả năng theo cái bài học này thì mình sẽ có thể là tái sanh vào một cái tâm tục sanh là vô tham và vô sân mà không có trí tuệ nha quý vị. Tự vì nó có thể đồng sanh với trí tuệ hoặc không có trí tuệ tùy theo cái nghiệp lực, tức là tùy theo cái tâm của mình lúc mà mình làm cái chuyện thiện đó. Nếu mà mình làm một cái chuyện thiện đó mà mình không có suy nghĩ, mình không có dùng trí đó, thì cơ may mà mình tái tục bằng cái tâm ly trí nó rất là lớn nha quý vị. Chứ không phải là mình nói là tôi làm nhiều việc thiện lắm rồi cái mình là sanh làm tâm tâm nhân. Không, theo cái bài học này thì không phải dễ như vậy. Khi mà tâm tái tục đồng sanh với trí tuệ thì người sanh ra với ba cái nhân tịnh hảo, tức là vô tham, vô sân và trí tuệ, hay còn gọi là vô si. Người mà tái sanh có trí tuệ thì tu tập trí tuệ trong kiếp sống của mình sẽ nhiều hơn cái người mà sanh không có trí. Và cái người này có thể đạt đến sự giác ngộ nếu mà họ có tu tập bát chánh đạo, thì cái khả năng mà chứng đạo của họ rất là cao. Nếu mà người tái sanh không có trí tuệ thì họ vẫn có thể tu được, họ vẫn có thể tu tập chánh kiến, nhưng mà trong kiếp sống đó họ không có thể đạt tới sự giác ngộ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là dù là mình sanh làm người nhị nhân hay là mình sanh làm người tam nhân, thì cái cơ hội mà mình làm, mình học, mình làm chuyện thiện và mình tu đó, mình cũng rất là nên làm. Tự vì sao? Chỉ nói là
trong cái mình không có đạt đến sự giác ngộ thôi, chứ không có nói là trong kiếp nào mình cũng không được. Quý vị cẩn thận cái chỗ này ha cả nhà. Tức là mình gọi là khác, nếu mà kiếp này mình không được thì mình tu mình để dành cho kiếp tới. Kiếp tới nếu mà mình ráng mình nguyện sanh làm người tam nhân thì mình sẽ cái cơ hội từ những cái việc mà mình học mình thiền ở đây đó, nó cũng là một cái nhân tới đạo quả niết bàn chứ không phải là không. Nó chỉ không có lẹ bằng những người tam nhân thôi, chứ không có phải là nó không có gieo quả trong cái thời gian tương lai. Thành ra mình không có được give up, mình không có được bỏ cuộc nha quý vị. Tám loại tâm tái tục hữu nhân chính là kết quả của nghiệp thiện dục giới, không có chỉ phát sanh trong cõi người mà chúng còn phát sanh trong cõi trời dục giới nữa. Có nghĩa là khi mà những cái tâm tái tục này nó xảy ra thì nó là kết quả của những cái nghiệp thiện mà nó xảy ra, không có phải là trong cõi dục giới đâu. Dạ ông Như xin sám hối, không có phải chỉ phát sanh trong cõi người mà còn phát sanh ra trong những cái cõi trời dục giới, tức là có tất cả là 11 cõi dục giới, gồm có 1 cõi người, 6 cõi trời và 4 cõi khổ. Nếu mà người sanh ra trong cõi dục, tức là trong cái 11 cõi dục giới này đó, nếu mà người sanh ra trong cõi 11 cõi này mà tu tập thiền định. Ở đây quý vị thấy nếu mà mình tu tập thiền định rồi á, thì ngoài cái tâm dục giới, mình cũng có thể có được cái tâm thiền sắc giới và tâm thiền vô sắc giới. Có nghĩa là sao? Cả nhà nhớ là Chư Tăng lúc nào cũng khuyến khích mình phải ngồi hành thiền. Có nghĩa là khi mà mình không có thiền á, thì mình không có bao giờ mà mình có được một cái tâm cao hơn ngoài cái tâm dục giới của mình. Thành ra những khi mà mình tu tập thiền định đây đó, nào như xin lặp lại nè, thì nếu người sanh ra trong cõi dục mà tu tập thiền định thì ngoài cái tâm dục giới, họ cũng có thể có thêm tâm thiền sắc giới và tâm thiền vô sắc giới. Và nếu người này tu tập bát chánh đạo, họ có thể có luôn tâm siêu thế, mà cái tâm này thì sẽ cảm nhận trực tiếp được niết bàn. Khi mà người đắc thiền thì cái nghiệp thiện mà người đó thực hiện không có phải là nghiệp thiện dục giới, vì ở cái khoảnh khắc mà họ thiền định đó, thì không có những cảm xúc của giác quan trong đó. Thiền chính là thiện nghiệp mà nó không có trổ quả ngay trong cái kiếp sống này được, mà nó phải trổ quả qua một cái hình thức là tâm tái tục, tâm của cái kiếp sống tương lai. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là có những người mà trước khi chết không có lâu đó, họ sẽ có những cái tâm thiền nó phát sanh. Và cái khi mà họ bắt được cái cảnh thiền đó đó, thì cái tương lai của họ sẽ vào những cái cảnh giới đó, tự vì cái tâm, tâm tử và cái tâm tục sanh. Cả nhà nhớ không, mình đã học tuần trước á, là nó bắt cùng một cảnh. Thành ra trước khi chết mình không lâu mà mình nhớ lại được những cái mình có những cái tâm thiền đó phát sanh đó, thì mình sẽ vào cảnh giới của sắc giới hay là vô sắc giới, tức là cảnh đáo đại giống như sư Vinh vừa mới đăng. Sa thú sư Vinh. Kết quả của tâm thiện sắc giới, tức là tâm thiền sắc giới, là sự tái sanh trong cõi phạm thiên sắc giới. Kết quả của một tâm thiện vô sắc giới, cũng gọi là tâm thiền vô sắc giới, chính là sự tái sanh trong cõi phạm thiên vô sắc giới. Như vậy, năm tầng thiền phát sắc giới thì nó sẽ có năm loại tâm thiện sắc giới và có thể tạo ra năm loại tâm quả sắc giới. Còn bốn cái tầng thiền vô sắc giới thì nó sẽ có bốn loại tâm thiện vô sắc giới và nó sẽ tạo ra bốn cái loại tâm quả vô sắc giới. Thành ra có năm cái loại tâm tái tục là quả của tâm thiện sắc giới và bốn cái loại tâm tái tục là quả của tâm thiện vô sắc giới. Thành ra khi mà mình thiền, mình đắc thiền ở trong cái tầng nào thì mình tái sanh về cái tầng đó. Nếu mà chúng ta không có biết được những hành động nào của chúng ta làm
mà sẽ sanh ra cái tâm tái tục cho kiếp sống tương lai đó. Có nghĩa là khi mà mình học cái bài này rồi á, thì nhiều khi mình ở trong đời sống của mình làm phước. Thí dụ như hôm nay là mình ngắt hoa, mình mua hoa, mình cúng Phật nè. Mình ra vườn, mình cắt những cái bông đẹp, mình vô mình cúng Phật nè. Rồi mình có thể đi chùa, mình nấu ăn, mình dâng cho chư Tăng nè. Tối mình lên lớp, mình học Pháp nè. Mình không có biết cái hành động nào của mình mà nó sẽ sinh ra tâm tái tục cho kiếp sống tương lai đó quý vị. Mình không biết được. Tự vì khi mà mình chết đi, gần chết á, thì có những cái tâm, những cái cảnh ở trong kiếp, những cái kiếp quá khứ. Giống như tuần rồi mình học á, có những cái vị, có một cái vị sư đó là 20.000 năm, 20.000 kiếp gì trước đó đó, là cái vị đó là làm rách một cái cây lá xả đó, mà đến bao nhiêu ngàn kiếp sau này rồi quý vị mới nhớ cái cảnh đó lại. Mình không có biết được là cái cảnh cận tử nó sẽ xuất hiện là cái gì, nhưng mà cái đó không có nghĩa là mình không có làm việc thiện. Mỗi cái hành động thiện mà mình làm trong cái đời này đó quý vị, nó đều có một cái giá trị nhất định. Và mình phải biết được là chắc chắn là nó sẽ tạo quả, nó sẽ trổ quả. Mình chỉ không biết lúc nào thôi. Nhưng mà các mình biết chắc chắn là chuyện thiện thì nó sẽ cho quả thiện, việc lành thì sẽ cho quả lành. Thành ra mình phải cố gắng, mình làm việc thiện, mình không có nệ hà những cái chuyện thiện rất là nhỏ nha quý vị. Thí dụ mà mình nghĩ là mình bị lợi dụng đi, thì mình cũng phải có một cái ý thức là mình phải có cái gì đó người ta mới lợi dụng mình. Còn mình không biết cái gì hết, mình kiểu như là mình làm cái gì hư cái đó, thì thiệt ra không có ai dám lợi dụng mình. Cả nhà có thấy đúng như vậy không? Người ta lợi, người ta dụ mình cái này, dụ mình cái kia, làm cái này làm cái kia, ngay cả trong cái sở của mình mà boss mình hay là ông trưởng ty ổng bắt mình làm này làm kia, thì tại sao? Tự vì mình làm được người ta mới nhờ. Mà mình làm được á, thì mình có phước, không có sao hết. Thành ra mình đừng có từ nan một cái chuyện gì hết ha cả nhà. Có những chuyện mà mình thấy nó rất là gây cấn, có những chuyện thấy khó xử, nó bực mình, thì thay vì mình dùng cái tâm bất thiện để mình đối xử với nó, những cái cảnh đó, những cái sự việc đó, tại sao mình không có dùng cái tâm lành? Mà mình nói đây là những cái bài học hoặc là những cái bài kiểm tra để thử coi tâm mình có thể pass được, có thể vượt qua được những cái khó khăn này hay không. Nếu mà mình vượt qua được một cái nhẹ nhàng thì mình đã được lên lớp. Còn nếu mà mình bị hụt hẫng, mình bị lấn cấn, thì mình sẽ dùng nó làm những cái cơ hội để mà mình có thể học tập thêm, để làm sao cho mình vượt qua một cái trương tru. Nếu mà tất cả những quý vị trong đây ai cũng sáng suốt, ai cũng minh mẫn, ai cũng thông qua hết được rồi, thì chắc ta không ở trong lớp này, mà chắc ta cũng không có ở trong tam giới này rồi, phải không quý vị? Tôi lúc đó là mình quá xịn rồi đó, không có cái gì làm cho mình. Thành ra mình phải nghĩ là cái cuộc đời, cái cuộc sống của mình đây, trong cái những cái mà mình khó khăn đây, phải nghĩ nó là bài học cho mình, nó là một cơ hội để mà cho mình vươn lên. Tức là mình dùng cái tâm thiện đó, cái tâm tinh tấn, cái tâm nhẫn nại. Mà mình cũng phải nhớ là cái gì cũng khan chi ha quý vị. Phải có cái tâm nhẫn nại. Bất cứ cái chuyện gì, mình đừng có bao giờ mà mình bức xúc rồi. Nhưng mà cái chuyện bức xúc và cái chuyện nóng nảy là cái chuyện tự nhiên, mình chỉ cần thấy nó thôi. Nếu mà mình không nóng nảy và không bức xúc nữa thì mình cũng là thánh rồi, rất là khó. Thành ra mình như thấy nếu mà mình có một cái ý tưởng gọi là positive á, lúc nào mình cũng nghĩ tất cả những cái chuyện gì xảy ra với mình nó bắt buộc phải như vậy. Thì khi mà quý vị nghĩ những cái chuyện nó phải là như vậy, thí dụ như hôm nay mình đi ra đường, mình bị cái xe tông mình một cái, tại sao mình ấm ức, tại sao mình bực bội? Tự vì mình nghĩ đáng lẽ là tôi không có bị đụng xe, mà tại sao nó đụng tôi? Đáng lẽ là cái chữ đáng lẽ là nó làm cho mình bực tức, mình không chấp nhận, mình khó chịu, mình gây cấn. Nhưng mà nếu mà mình hiểu được một cái khác, chẳng như là Ngài Kim Triệu hay dạy đó, mình phải tập cái chấp nhận và mình phải có một sự kiên nhẫn, một cái sự khanh ti. Mình chấp nhận, ok, đã đụng rồi, chuyện đó đã xảy ra rồi,
và chắc có lẽ là mình phải chịu cái nghiệp này rồi, thì tự nhiên cái tâm mình sẽ bình an, cái tâm mình nó sẽ mát mẻ, và sao mình sẽ có được cái chánh niệm nhiều hơn. Và mình sẽ đây là một cái bài học để mình coi lại coi hôm nay mình ra đường là cái lý do gì mà bị đụng xe, có thể phải là mình không chánh niệm hay không, phải là mình cứ nhìn xuống mình coi cái phone mình không lo chạy hay không. Có rất là nhiều thứ xảy ra mà tại sao mình phải bực bội, phải bức xúc, phải không quý vị? Nói thì dễ lắm, làm rất là khó, đụng kịp đi. Mà mình đụng càng nhiều thứ thì càng có nhiều cơ hội mình học hỏi ha cả nhà. Dạ, Nguyên Như xin đi tiếp đây. Là khi mà mình làm những nghiệp thiện đó, thì mình sẽ chắc chắn là nó sẽ trổ những cái quả lành, là cái nguyên nhân cho sự tái sanh và an vui. Nhưng mà Đức Phật thì khuyến khích là chấm dứt tái sanh, chứ Đức Phật không có khuyên mình là cứ làm thiện làm lành để mà còn ở quẩn quanh trong cái tam giới. Tự vì tam giới như là quả trạch. Nếu mà người tu tập bát chánh đạo và chức đắc được cái quả vị A-la-hán, có nghĩa là cái vị đó sẽ không có còn tái sanh nữa, và tâm tử của vị A-la-hán sẽ không có nối tiếp bằng tâm tái tục. Hay là mình nói cách khác là tâm tử của vị A-la-hán sẽ không có cái tâm tục sanh nối đuôi theo nhau, theo sau đó. Và cũng có thể nói là vị A-la-hán là một cái vị trong 31 cõi, thì cái vị này á mình gọi là chết thiệt đó, không có chết giả nữa. Còn chúng chỉ là chết giả thôi, chết ở đây sanh kia, chết đây sanh kia. Người này chết, rồi cái người kia khóc, người kia chết, rồi người này khóc. Đó, nó khổ vậy đó. Mà tất cả là chết giả, chỉ có vị A-la-hán đây mới thật sự là chết mà thôi. Còn thời gian chút xíu, Nguyên Như sẽ đi qua luôn cái phần tục sanh ở đây. Tất cả chúng sanh trong 31 cõi, nếu mà tính theo cách thọ sanh, thì có tất cả có 4 loại. Thứ nhất là quá sanh, thứ hai là thấp sanh, thứ ba là noãn sanh, và thứ tư là thai sanh. Quá sanh, tiếng Pali là Upapatikapatisanthi. Upapatikapatisanthi tức là cái sự xuất hiện không cần bất cứ một cái môi trường sinh học nào, không có cha mẹ, chỉ do nghiệp sanh mà thôi. Thí dụ như các vị chư thiên ở trong cõi dục thiên từ đao lợi trở lên và phạm thiên sắc giới, chỉ có thể sanh ra bằng cách hóa sanh mà thôi. Các chúng sanh ở địa ngục, ngạ quỷ và Atula cũng sanh bằng cách hóa sanh. Những người, những con người đầu tiên ở trong trái đất này cũng sanh ra theo cách hóa sanh khi mà kiếp của quả địa cầu được tạo lập. Hồi xưa lúc mà học cái bài này nè, Nguyên Như nhớ, dạ có địa ngục ạ. Các chúng sanh ở địa ngục, ngạ quỷ, Atula, những con người đầu tiên cũng theo cách hóa sanh. Thì hồi xưa ở Việt Nam mình á, hồi nhỏ mình học đó, là mình học là người là từ khỉ này kia, nó cũng là theo cái quy trình rồi nó lên làm người. Mà thấy những con khỉ mà nó có đuôi dài, nó đâu có rụng đuôi nữa, có một số con nó rụng đuôi thôi, không quý vị? Cái thuyết tiến hóa của loài người đó, người ta không có tin là những cái người đầu tiên cũng là quá xanh đi tới cái quả địa cầu của mình đây. Số 2 là thấp xanh. Sang xê đá chá bá thí xanh thí. Sang xê đá chá bá thí xanh thí tức là sanh ra trong môi trường thiên nhiên, không có cha mẹ, chỉ do nghiệp sanh. Thì những cái loài này là những cái loài như là muỗi nè, côn trùng nè, ấu trùng nè, dòi bọ nè. Người cũng có sanh trong cái loại này. Thí dụ như câu chuyện về hoàng hậu Chú Má Quách Trí, bà được thụ thai trong một cái bông sen. Hoàng hậu Vê Lú Quá Tí thụ thai trong cái hốc của một cây tre, và nàng Chinh Cha Manh Quý Ca thì thụ thai trong một cây me. Những cái này mà những cái câu chuyện này cũng hay lắm, thầy mới cho ví dụ thôi, Nguyên Như chưa có kiếm được
những cái câu chuyện về cái này, nếu mà vị nào trong lớp mình có thể kiếm được thì có thể đăng lên cho cả lớp cùng coi ha quý vị, như thấy cũng hay đó. Số 3 là noãn xanh, anh đá chá bát tí xanh thí, anh đá chá bát tí xanh thí, tức là sanh ra bằng trứng, là phải có cha mẹ, thí dụ như chim nè, gà, ngỗng, vịt, rắn hay là rùa, là những cái loài này sinh ra bằng trứng. Có những trường hợp đặc biệt như là chuyện thần tiên, biên niên sử, có một số người nam lấy những con rồng cái rồi sinh ra những con cái là người của mình đây. Và trường hợp thứ tư là thai sanh, chá la bú chá pá tí sanh thí, chá la bú chá pá tí sanh thí, tức là sinh ra nguyên con trực tiếp từ tử cung hay là qua thai bào của người mẹ. Thí dụ như là con người và các loài động vật có vú được sanh bằng thai sanh. Ngạ quỷ và Atula cũng có thai sanh mà cũng có quá sanh luôn. Chỉ có địa ngục là chỉ quá sanh mà thôi nha cả nhà. Còn ngạ quỷ và Atula thì có hai loại. Có loại ngạ quỷ thai sanh, có loại ngạ quỷ hóa sanh, và có loại Atula thai sanh và cũng có loại Atula quá sanh luôn. Trường hợp đặc biệt là các chư thiên hạng thấp như là chư thiên địa cầu hay là còn gọi là địa tiên, hoặc là chư thiên trên những cội cây cũng qua hình thức thai sanh. Sự khác biệt giữa bốn loài sanh, quá sanh và thấp sanh thì không có cha mẹ mà chỉ do nghiệp sanh ra. Thai sanh thì qua thai bào của người mẹ, và noãn sanh thì phải có cha mẹ. Có một cái phần ghi chú nhỏ ở đây là chúng sanh trong địa ngục thì chỉ có quá sanh mà thôi. Ngạ quỷ và Atula thì có cả hai loại, thai sanh và quá sanh. Bàn sanh thì sinh ra bằng tất cả bốn cách luôn. Nhân loại thời sơ kiếp thì quá sanh, mà sau đó thì đôi khi có cả bốn loại luôn. Các loại địa cư thiên, tính luôn cõi tứ thiên vương, thì gồm có hai loại sanh, tức là thai sanh hoặc là quá sanh. Chư thiên các cõi dục thiên từ đao lợi trở lên và phạm thiên sắc giới thì chỉ có quá sanh mà thôi. Còn một chút xíu nữa Nguyên Như đi luôn cho nó hết phần nha cả nhà. Nhân cần thiết cho sự tái sanh thì có ba điều kiện cần thiết cho sự thụ thai. Đó là thứ nhất, người mẹ vừa có kinh nguyệt. Thứ hai, phải có sự giao phối. Và thứ ba là có sự chết và sự tục sinh ngay trong khoảng thời gian lúc giao hợp không có lâu, tức là khoảng 7 cho tới 15 ngày. Gọi là thức tái tục đó. Sau đây là những trường hợp lạ, không có sự giao hợp mà vẫn mang thai, như là trường hợp thì Đức Bồ Tát Suvannasamma tục sanh trong thai bào người mẹ khi người cha dùng tay vuốt rốn của bà sau thời kỳ kinh nguyệt. Trường hợp thứ hai là mẹ của đức vua Chandrabacho Tá bị con rết nó bò ngang bụng và cảm thấy hưng phấn sau thì kinh nguyệt thì bà mang thai. Trường hợp thứ ba là có một loại cò hay vạc cảm thấy hưng phấn khi có cơn gió nồm thổi và chúng mang thai. Trường hợp thứ tư là có một vị tỳ khưu thời của Đức Phật đã nuốt tinh dịch. Tinh dịch này vấy lên lá y của một vị sư, chính là chồng bà ngày xưa, và bà đã mang thai. Và trường hợp thứ năm là có một cái con nai cái sau khi nuốt nước tiểu có chứa tinh dịch của vị đạo sĩ đã mai và sanh ra một người con trai tên là Ý Xí Sinh Gá. Và bây giờ là 10 giờ 27 phút. Nguyên Như xin kết thúc bài học ở đây. Về cái phần mà tâm tục sinh này á, thì bình thường mình cũng biết sơ sơ, biết một chỗ, hai chỗ, mà Nguyên Như trong cái bài của thầy đây thì cũng sưu tầm được rất là nhiều cái ý hay
trong cái phần tâm tái tục này, quý vị cứ coi đi coi lại ha. Cũng có nhiều cuốn sách thì ghi sơ sài thôi, có sách thì chỉ ghi ra 15 cái tâm tái tục, mà có những cuốn sách thì ghi dài hơn một chút, thành ra gom gom lại cũng có được một mớ cho cả nhà làm cái cuốn sách gối đầu giường ha quý vị. Một cái mà Nguyên Như thấy tâm đắc nhất ở trong đây đó là khi mà mình học những cái tâm này rồi đó thì mình phải nhớ, có nhiều chuyện để nhớ lắm, một hồi thì sư huynh sẽ ôn lại với quý vị. Mà hai chuyện mà Nguyên Như thấy tâm đắc nhất á, là cái thứ nhất là mình đừng có ngại cái chuyện thiện nào nhỏ hết. Bất cứ cái chuyện thiện nào nhỏ mình làm với cái tâm thiện, mình làm với cái tâm hợp trí đó, thì mình cứ biết được là nó sẽ cho quả bất cứ lúc nào. Nếu mà nó không cho quả tái tục trong kiếp này, có những cái kiếp lâu xa sau này nó cũng chỉ là tâm tái tục nếu mà mình dùng cái tâm hợp trí. Và cái chuyện thứ nhì đó là khi mà mình tu đó quý vị, mình đừng có nghĩ là mình không có ngồi thiền rồi có thể là mình được sanh lên những cái cõi trời cao ha. Nếu mà mình làm bằng cái tâm dục giới, mình có cái tâm dục giới rồi, nhưng mà ý Nguyên Như nói là mình cố gắng mình thành thiền ha quý vị. 3 phút, 10 phút, mình cứ tạo cái nhân đi. Mình tạo cái nhân đi, rồi từ từ mình sẽ tiến lên. Nguyên Như có nghe một vài người bạn á, thì họ phát biểu một câu á, là cái số tôi không có thiền được. Quý vị đừng có nghĩ như vậy nha. Thiền nó là hít vô thở ra. Thiền nó dùng bằng tâm. Nếu mà mình đã có cái tâm rồi mà mình hít thở được thì không có lý do gì mình nói mình không thiền được. Quý vị đừng có nói như vậy mà nó làm lui sụp cái lòng tu của mình ha quý vị. Đó, cái đó là hai cái mà Nguyên Như tâm đắc nhất trong khi mà Nguyên Như học cái bài này đó. Thành bây giờ Nguyên Như xin dâng mic lại cho cả nhà. Nếu mà có vị nào cái bài này rất là có nhiều ý hay thì cái Nguyên Như đã ráng hết sức rồi, được nhiều đó thôi. Nguyên Như xin mời cả nhà nha. Kính mời anh Lý, kính mời anh Thính Pháp, kính mời chị Kim Nhung, kính mời chị Hà. Dạ, Nguyên Như đang nhập thất mà hôm nay Nguyên Như đáng vô, tự thấy cái bài này cũng hay. Dạ, Nguyên Như xin xuống mic, Nguyên Như xin nhường mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính lễ Sư Thanh Tâm. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, trước khi mà huynh Lý lên để mình cải tránh chi kiến thì sẵn thì mình có ý kiến luôn, xong rồi chút nữa thì anh Lý cũng cho biết cái như thế nào nhé. Thì trong cái phần mà những điều cần thiết thì mình nghe thì mình thấy là ở cái phần thứ tư là người nhị nhân có hai nhân vô tham vô sân, và người lạc vô nhân chỉ tái sanh ở cõi dục giới. Thì ở chỗ này mình thấy người lạc vô nhân, người nhị nhân, chữ cõi dục giới thì mình có nên tách ra cho nó rõ ràng không? Tại vì cõi dục giới nó là 11 cõi, còn người lạc vô nhân chỉ tái sanh ở cõi dục giới thì thực ra người lạc vô nhân còn tái sanh ở cõi vô tưởng nữa. Thì chỗ này nó có phải là nó hơi thiếu không? Rồi chứ. Người tục sinh bằng tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân là người vô nhân. Thì cái chỗ này mình thấy chưa có rõ là tục sinh bằng tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân thì phải mình ghi chỗ này là mình ghi là người lạc vô nhân, vì để mình phân biệt với tục sinh bằng tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân thì lúc đó nó là người khổ vô nhân. Tức là cái người vô nhân nó có hai người là người khổ và người lạc. Thì ở chỗ này mình ghi rõ ràng là quan sát thọ xả quả thiện vô nhân nhưng mà lại ghi là người vô nhân thì chỗ này nó chưa rõ. Đó là ý kiến của mình. Ở qua cái phần thứ 9 thì ở trong này ghi là tục sinh ở cõi vô sắc, không có sắc ý vật, sắc để tâm nương. Thì như vậy thì lúc này là cõi vô sắc nó có tâm thì tâm nó nương ở đâu? Nếu mà nó không, mà mình chỉ ghi như vậy thì mình hiểu nó là tâm nương ở đâu? Chỗ cái phần thứ 9. Dạ, phần thứ 15 á, thì Bồ Tát nhảy xuống vực để bố thí thân mạng cho cọp ăn. Đó là tâm thiện của Bồ Tát, không phải tâm xấu, không phải tâm sân.
Nhưng mà chỗ này mình có thắc mắc, cái này mình thắc mắc ha, là khi mà cọp mà nó cắn mình rồi ấy, thì như vậy mình có biết đau không? Tại vì đau thì là tâm sân, thì lúc đó mình cũng chưa hiểu cái chỗ này. Thành ra là mình mới, nếu mà Bồ Tát biết đau mà quán đau chỉ là đau thôi thì cái này mình không rõ. Nhưng mà thực sự ra khi mà cắn thì nó sẽ rất là đau, đó là mình nghĩ như vậy. Còn khi mà Nguyên Như nói là ngồi thiền thì mình sẽ sử dụng cái tâm thiện đáo đại, thì mình xin có ý kiến chỗ này. Thực ra khi mình ngồi thiền á, mình chưa có sử dụng tâm thiện đáo đại được đâu, mà mình chỉ mới sử dụng là tâm đại thiện thôi. Vì tâm thiện đáo đại chỉ có khi nào mình đắc thiền. Vì cái lộ, trong cái lộ đắc thiền á, thì rúng động dứt dòng này, khai ý này, chuẩn bị cận hành, thuận thứ, vô tra phu hay là bỏ bậc đó, thì lúc đó mới đến thiền. Thì cái thiền này mới là thiền đáo đại, tức là theo cái lộ đắc thiền thì cái tâm thiện đáo đại đó nó phải là đắc thiền. Còn nếu mà mình chỉ là cái người mình tu tập, mình là hành giả mà mình chưa đắc thiền thì mình chỉ mới dùng cái tâm đại thiện, thì chỗ này nó chỉ là sát na định, chứ nó chưa có được định của tâm thiện đáo đại. Thì mình thấy chỗ này là như vậy. Rồi trong cái phần mà nói người tục sinh bằng tâm quả thiện vô nhân á, theo trong sách nói, xong trong tài liệu nói á, là do mức độ của nghiệp thiện nhiều hay ít. Thế nhưng mình á, thì trong cái quá trình mình tiếp thu của các sư á, thì mình thấy người tục sinh bằng tâm quả thiện vô nhân á, thì nó do là mình chưa có đủ tâm tư, tức là mình làm mình thiếu tư. Còn cái mức độ nghiệp thiện nhiều hay ít nó cũng có ảnh hưởng, nhưng mà là do cái mình không đủ tâm tư thì nên là mình bị tục sinh, là mình bị tục sinh bằng tâm quả thiện vô nhân. Đó là cái ý của mình. Mình xin có ý kiến như vậy. Rồi xin mời huynh Lý nghe. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Rất là cảm ơn Nguyên Như đã ôn bài cho cả lớp. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Xin xuống mic ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Đại, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Cài. Dạ, trước tiên là cũng vì đã hết giờ, một thứ hai, nhất thứ hai nữa là cái sự trình bày của cô chị Nguyên Như trong ngày hôm nay nó cũng rất là khá chi tiết. Ngoài những cái điểm mà cô Nhung đã chia sẻ thêm, đã đi vào chi tiết đó, thì thật sự phải nói những cái điểm của cô nói đưa ra là rất là hay. Nhưng mà cái bài ôn này nó có cái tính chất phổ thông và tổng quát thôi, chứ thực sự mà nói những cái điểm hồi nãy của cô nói thì cháu cũng có thấy. Ví dụ như cái trường hợp của Bồ Tát chẳng hạn, thì chúng ta học có cái chỉ là đôi cái thân nó có thể là thọ khổ vì đau đớn, nhưng mà có thể là cái tâm của Bồ Tát lúc đó không có thọ ưu, là vì ngài đến với cái tâm bi thương mấy con cọp nó đã đói. Mà ở đây là không phải là cọp một cách cái chúng sanh chế định, mà là một cái tâm bi thương tất cả chúng sanh, mà ngài là gieo cái duyên từ ngài đang hành ba la mật ở đây. Với một cái các vị Bồ Tát mà hành ba la mật, mà 33 là bậc để mà đi đến đạo quả chánh đẳng chánh giác, cái tâm của ngài bao la rộng lớn, và cái chí nguyện của các vị này thực ra như trời biển, mà chúng ta không thể nào mình nhìn cái dùng cái sự hiểu biết của mình mà chúng ta có thể đo lường được đâu. Là vì Đức Phật cũng có từng nói là cái quả vị Phật, cái trí tuệ, cái sự hiểu biết của ngài, ngài ví cái trí tuệ của vị chánh đẳng chánh giác là ánh sáng của mặt trời, ánh sáng mặt trăng, những cái ánh sáng đó. Và cái thứ ba đó là ánh sáng trí tuệ mà của vị chánh đẳng chánh giác là bất khả tư nghị. Vì chính vì cái quả mà nó vô lượng vô biên, bất khả tư nghị, thì những cái lúc mà các chư vị hành ba la mật, những cái hành động bất khả tư nghị chúng ta không thể mà nghĩ bàn được. Nhưng mà ở đây điểm qua cái khía cạnh mà thân có đau mà tâm không đau, mà cái lúc đó với cái lòng từ bi thương yêu chúng sanh vô bờ bến, thì cái đau nó có thể
đối với vị Bồ Tát lúc đó. Mà thêm một cái điểm nữa là chúng ta phải nhớ rằng sau khi mà được Đức Phật nhiên đăng thọ ký là vào cái thời kỳ thứ ba, là cái thời mà gọi là đã thành Bồ Tát vĩnh cửu, thì Ba La Mật là thực hành hiện theo cấp 3 không, tức là cái thời đầu tiên là nguyện trong tâm, nguyện ra lời là mức độ ba la mật, là bố thí một phần trong cơ thể, và phần thứ ba, cái thứ ba nữa là toàn là để cho một cái là đi luôn, không còn gì để mà giữ gìn cái sự thọ mạng nữa, mà vô luật trong 42 tăng kỳ như vậy, chứ không phải chúng ta nói một cách sơ sài một trong cái ví dụ đâu, nó còn biết bao nhiêu nữa. Và khi mà tới cái thời kỳ đó rồi đó, đã quá thuần thục trong cái chuyện mà đã hy sinh vì chúng sanh rồi, nó là một cái chuyện điều mà chư Bồ Tát hay các vị ngài trong cái trạng thái gọi là vô trợ, tức là nó automatic như cái máy rồi. Cứ cần thiết là toàn là cái tâm thiện nó nhảy ra với hợp trí và hy sinh cho chúng sanh thôi. Và để làm gì? Để gieo những cái duyên này là để đưa làm cái chân này, đưa đến cái đạo quả chánh đẳng chánh giác, mà tự vẹt được cái màn vô minh, mà phát khởi lên cái câu cửa vô sanh này đã rộng mở, phước duyên cho những vị nào có duyên với ngài để mà đắc đạo quả, đến được với ngài và tiền thoát ra được cái cửa vô sanh đó. Thì chúng ta có thể có một chút khái niệm sơ, nếu mà chúng ta nghiên cứu cái bộ Hồng Ân của Tam Bảo, Hồng Ân Phật Bảo, Hồng Ân Pháp Bảo và Hồng Ân Tam Bảo, thì chúng ta có một chút khái niệm về những cái điều mà Bồ Tát phải trải qua, những cái giai đoạn như vậy đó, thì chúng ta mới thấy được rằng cái tâm nguyện, cái sở nguyện với lại cái năng lực của Bồ Tát chính đẳng chính giác, nhất là vào cái thời mà đã là Bồ Tát vĩnh cửu rồi thì không thể nghĩ bàn. Ngoài cái chi tiết này ra, những cái chi tiết thì nếu mà đi sâu vào thì chắc có lẽ chúng ta phải bỏ nhiều thời gian hơn. Và những cái điểm mà cô Nhung có trình bày, mình thấy nếu mà có thay đổi một số từ ngữ để làm cho nó rõ nghĩa hơn thì cũng nên. Tuy nhiên nếu mà nói những cái tổng quát thì ngày bài sự chia sẻ của Nguyên Như ngày hôm nay nó rất là tuyệt vời. Dạ, cho ai có những câu hỏi thắc mắc nào chúng ta có thể ghi lại và chia sẻ, giống như đặt câu hỏi. Tại vì cái giờ này, lúc này đã hết giờ rồi. Và lần tới chúng ta có thể đặt câu hỏi với nhau và cùng nhau suy nghĩ, đồng não và nghiên cứu và giải đáp một cách tường tận hơn. Dạ, con cũng xin dứt lời ở đây là vì cái thời gian nó cũng đã giới hạn. Nhưng mà tổng quát thì cái bài chia sẻ nó cũng rất là đặc sắc, có rất nhiều chi tiết mà chúng ta cần phải học hỏi để dùng cái đó. Nó rất là quan trọng cho cái hành trang tư lương, bởi vì nó nhắc nhở chúng ta trong cái như nãy đã nói cái chuyện mà việc thiện và cái việc bất thiện, và những cái chuyện mà cái tâm mà khi cận tử, cho dù trong cuộc đời chúng ta có nhiều làm việc thiện, có nhiều bất thiện chẳng hạn, nhưng mà quan trọng là cái cảnh nó xảy ra trong cái lúc cận tử, nó thiện hay bất thiện, và lúc đó là cũng do cái duyên có thiện tri thức nhắc nhở, hoặc là vì mong một cái nghiệp bạo nghiệp nào đó nó đến, mà nó cũng có thể là nó thay đổi cái tiến trình trong cái chuyện mà tục sinh vào cái kiếp tiếp theo. Thì cái điểm đó là cái điểm chính. Còn những cái chi tiết phụ thì những cái trường hợp đặc biệt của chúng ta nghe vậy để có khái niệm thôi, chứ không phải là để cho chúng ta mong là chúng ta rơi vào những cái trường hợp đó. Đây, lấy cái bài học với những cái điểm quan trọng để làm kim chỉ nam, và cũng là một hành trang tư lương trong khi chúng ta còn trôi lăn trong sự tử luân hồi, mà giờ cái thiện duyên đặc biệt mới được tiếp xúc với Phật Pháp, học được giáo lý của Đức Phật, vị chánh đẳng chánh giác, mà qua đó là cái giống như cái phương tiện, cái phao trên giữa biển khơi, chúng ta có thể nương vào, mà nhờ đó lập hướng để mà hướng tới đạo quả Niết Bàn trong ngày vị lai.
À, cũng xin chấm dứt cái lời chia sẻ ở đây. À, như hôm nay chia sẻ cái bài này rất là đặc sắc, rất là hay và rất là xa thú, xin ai luôn đam mê với tất cả cả nhà. Và con xin dừng mất ở đây. Sa thú, sa thú. Dạ thưa sư huynh, hồi nãy sư huynh có hỏi là người nhị nhân có sanh vào chư thiên cõi dục giới được hay không? Thì câu đó là nó nằm trong câu số 4 là người nhị nhân và người lạc vô nhân thì ra tái sanh trong cõi dục giới. Thì Nguyên Như nghĩ là dạ đã có trong 11 cõi và sa thú chị Nhung Nguyên Như đã bỏ thêm cái chữ là tục sinh với tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân thì làm người lạc vô nhân cho rõ hơn. Dạ, Nguyên Như xin kính mời đạo tràng. Dạ, con xin kính mời sư Thanh Tâm. Sư có thể sư có thể cầm mic. Con xin dâng mic lại cho sư. Sư có thể cho chúng con ý kiến của bài học ngày hôm nay, bạch sư. Dạ, con xin dâng mic lại cho sư ạ. Alo, dạ thưa Nguyên Như, con không thấy sư ở trước máy. Nguyên Như có thể mời chị Hà có thể hồi hướng cho lớp học ngày hôm nay. Dạ, sa thú chị Hà. Dạ, Nam Mô Bụt Thà, dạ Nam Mô Tham Ma, dạ Nam Mô Sang Khai, dạ con kính lễ sư Thanh Tâm, con kính chào đạo tràng. Dạ, sa thú bài học hôm nay rất hay nhưng mà em cũng có xin cái thắc mắc nhưng mà để chắc lần sau là tại sao cái tâm 18 tâm vô nhân thì thấy cái 7 tâm quả bất thiện vô nhân á thì nó chỉ có ra cho mình một cái quả là quả vô nhân nhưng mà trong khi đó những cái tâm khác thì nó lại cho quả hữu nhân và quả vô nhân thì cái đó là để lần sau mình lại discuss cái phần đó. Dạ kính mời đạo tràng cùng con xin hồi hướng sau khi tính toán. Akasattha cha bhumma tha deva naga mahitika bunyanyo amuno dang tu chira rakhan tu sa sa nang akasattha cha bhumma tha deva naga mahitika bunyanyo amuno dang tu chira rakhan tu no garu akasattha cha bồn ma tha đô wa na ga ma hi ti ta bồ nhanh no amu no đăng thu chia răng rắc thăng tu nha tay yô a ca sắc tha cha bồn ma tha đô wa na ga ma hi ti ta bồ nhanh no amu no đăng thu chia răng rắc thăng tu pa ni no a ca sắc cha bồn ma tha đô wa na ga ma hi ti ca bồn nhang nhô amu lo đăng thu chia lăng ra căn tu no sa đa. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây nguyện làm nhân đến đạo quả niết bàn, nguyện xin hồi hướng đến chư thiên vua trời đế thích các ngài tứ đại thiên vương, chư thiên ở khắp mọi nơi, nhất là chư thiên ở trong nhà quý Phật tử, chư thiên ở khắp mọi phương hướng, xin hoan hỷ với phước báo này, tăng phước tăng thọ trong các cõi trời các ngài đang trú ngụ. Chúng con xin hồi hướng quả phước báo này đến củ rừng thất tổ của chúng con đã quá vãng, đặng hay biết mà hưởng cảnh quả phước như ý nguyện. Nếu sống trong cảnh khổ, xin được thoát khổ. Nếu sống trong cảnh an nhàn, xin được tăng phước tăng thọ. Chúng con cũng xin hồi hướng quả phước báo này đến Pháp Tính, đến bà Linda Phương Nguyễn vừa với quá vãng. Cầu mong cho các vị đã hằng được sự an vui. Chúng con xin chia quả phước báo này đến thân bằng quyến thuộc của chúng con còn đang tại thiền, đến các bậc thầy tổ, các bậc ân nhân. Xin được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, thân tâm được an lạc, đặng hưởng quả cảnh quả phước như ý nguyện. Chúng con xin hồi hướng
Và phước báo này đến chư Diêm Vương, đến các vị khuất mặt khuất mài đã quá vãng ở quanh đây, đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, và cho con sớm mau đặng hưởng cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu, đồng đều nhau cả thảy. Sa thức sa thức. Dạ, kính chúc đạo tràng được một đêm an lành, và kính hẹn đạo tràng ngày mai vào giờ của sư Đức Minh, và mong gặp lại đạo tràng. Dạ, sa thức.